Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đi xuống dưới dẫn thăm chơi thăm khu vui. Hôm nay mình chỉ cho đưa bớt xuống chơi với Xuân nha mọi người. Tại vì chắc mình cũng sắp về lại trên đó rồi. Nên là mình tranh thủ đưa bớt xuống chơi với Xuân mọi người ạ. Bớt không được gặp lại con Xuân nữa. Cũng gặp lại nhưng mà thời gian nó hơi lâu không ạ. Cái này mình cũng may cho bố với Xuân một bộ, bố một bộ để cho hai đứa mặc đồ đôi nha mọi người. Bây giờ mình mặc cho bố đồ đôi cũng cho Xuân. Ba mẹ mình cũng chở nghe này lại và chở về luôn. Mình đã nghỉ lớp rồi tại do mình đã bị ho, đi học đã ho rồi lâu ngày quá không đi học nữa. Hồi đó là cô gọi mình về để đi học. Lâu nay mình đi học đã bị mấy bọn giết ngoài rồi. Còn Minh Trí thì cứ kêu mình là cô béo ngoài, còn mình thì đang trường cứ ho hai rồi về chữ bệnh rồi uống thuốc ho hết ho hết ho. Bây giờ mình hết ho. Kể một câu chuyện thật là dài. Đây là bộ đường của cô Xuân, đây là bộ đường của Xuân đó, bóp này là thế. Bóp được rồi nha. Chơi nha, bóp nha. Bóp đập, chơi vui chơi vui em bé Xuân. Em bé Xuân nhiều đồ chơi lắm đấy, bóp. Này, đây là bộ đồ của em bớt này mọi người. Đồ Xuân quá quen, lúc nào mình nói rồi. Bộ đồ của bớt, đây là bộ đồ của Xuân này. Bớt lên xíu nữa, bớt lên rồi bớt đưa cho em bé Xuân nhá. Bé Xuân lớn hơn em rồi nên em phải tặng cho con gái bình thường thôi. Xuân là con trai mà. Ủa, đứng đầu là con gái. Con trai là bình thường, em bớt bớt. Rồi, tới nhà bác Năm rồi. Dạ, bác Năm mặc cái Xuân này tôi vừa bác Năm. Đấu mồm với nhau. Không mừng mừng ấy vẫn nhảy tí không tao làm mới gặp lại nhau rồi. Yên mây cho Xuân đây Xuân nhà đồ à đồ giống một quá à giống luôn bớt áo đóng cố anh Xuân cố quay ở lộ cố lên bớt ơi, cố lên bớt. Em ngồi tạm ở đây được không? Được không? Được không? Được không? Thu Hà lên dưới cho mẹ. Mẹ ơi! Mày nói hả? Hai anh cái đầu nha lên đây. Bớt ơi. Bớt ơi, hai
ăn bạn luôn. Xuống lên mặc đồ đi con. Bỏ ra lên đây đi. Xong rồi chơi. Áo của xuống. Đẹp chưa? Mày thấy không? Mặc mặc xong à? Ừ, đây là đưa đây đưa mặt ra xuân à? Mặt ra nhở? Tớ ra đây. Mặt ra. Bên này. Đồ ra đây. Mặt đồ. Cái con mặt bớt e. Em xuân đi bớt. Này giảng. Cái vải đi. Mẹ ơi. Xuân đã bị. Đang mặc đồ mà con. Chưa kịp kéo quần. Anh đi chân ngắn dài không? Yeah.